Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị mà bản thân chúng tôi phải liên tục chứng minh trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường để gửi đến mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tất cả những giá trị trên thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn cần phải thấy rõ được chính những người thầy họ đứng ra, họ chia sẻ và minh chứng thực tế trên thị trường phải cho chúng ta thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường. Tất cả mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường giao dịch Forex chúng ta đều cần phải thấy rõ được giao dịch thực tế trên thị trường và cả quá trình mà chúng ta cần phải trải nghiệm, cả một cái quá trình mà chúng ta cần phải đánh giá khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng thị trường giao dịch Forex không phải là nơi dễ kiếm tiền như rất là nhiều nơi trên thị trường giao dịch Forex này đang chia sẻ và gì nhận nói với cả nhà đầu tư rằng thị trường này có thể học xong là có thể kiếm được ra tiền, mà những giá trị này cần phải có thời gian để nhìn nhận, cần phải có thời gian để chúng ta đánh giá, cần phải có thời gian để chúng ta trải nghiệm và họ dần dần hoàn thiện được những giá trị này trên thị trường. Nhưng trong tất cả những cái chuỗi giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn hay bản thân chính tôi ở trên thị trường giao dịch Forex đều phải cần có những cái quá trình mà gì nhỉ, trải qua vấp ngã và dần dần để có thể thay đổi, thích nghi. Và những giá trị kiến thức này chúng ta cần phải có được những cái người đứng ra chia sẻ, họ phải minh chứng bằng chính những tài khoản, bằng chính những giao dịch và bằng chính những giá trị mà bản thân chúng ta phải theo dõi, đánh giá được từ bản thân những cái người đứng ra chia sẻ đấy mà chúng ta phải nhìn nhận trong thực tế. Đây là những điều mà gì nhỉ, mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải biết. Khi các bạn không nhìn thấy được những giá trị này mà lao vào trong thị trường thì đây là điều hết sức nguy hiểm của cả một quá trình khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi hay chính các bạn cũng thế thôi, thì đều phải gì nhỉ, có những lúc mắc sai lầm ở trên thị trường và có những lúc gì nhỉ, bản thân mình quá khích khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex để không kiểm soát được những giá trị này. Và gì nhỉ, chúng ta phải cần có kinh nghiệm để trải qua và có kinh nghiệm để chúng ta dần dần chúng ta có thể hoàn thiện được những giá trị của chính chúng ta trên thị trường giao dịch Forex. Mỗi một ngày qua đi khi mà chúng ta hoàn thiện bản thân chính mình ở trên thị trường giao dịch Forex thì sẽ có những giá trị khác thay thế vào đó, và những giá trị này sẽ phải bắt cho chúng ta phải có những giá trị để mà chúng ta phải rèn luyện kế tiếp ở trên thị trường, chứ không phải nhỉ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta giao dịch được rồi là chúng ta có thể thành công. Bởi vì sai lầm chỉ là những thoáng qua trên thị trường mà sẽ làm cho chúng ta đổ sông đổ biển hết tất cả các giá trị. Mỗi một ngày qua đi, bản thân chúng ta sẽ có những cái kiến thức mới, có những cái kinh nghiệm mới và có những cái cách nhìn nhận mới về trên thị trường. Xong sẽ có một thứ thực tiễn mà gì nhỉ, bản thân chúng ta sẽ không bao giờ mới, đó là nhỉ, chính là những sự vấp ngã trên thị trường giao dịch Forex này. Ngày hôm nay chúng ta có thể thành công, ngày mai có thể thành công, nhưng chúng ta sẽ quên đi một thứ giá trị, đó là nguy hiểm trên thị trường giao dịch Forex hoặc bất kỳ một thị trường đầu tư nào. Chỉ có những người nào nhìn thấy rõ được các giá trị nguy hiểm trên thị trường, hiểu rõ được thế nào là cơ hội, thế nào là các rủi ro và quản trị được tất cả những giá trị và cảm xúc ở trên thị trường thì là người đó mới có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Ngày hôm nay chúng ta có thể đúng, ngày mai chúng ta có thể đúng, nhưng ngày mốt chưa chắc chúng ta đúng ở trên thị trường đầu tư. Cái quan trọng nhất là nhờ bản thân chúng ta có thể giữ lại được tất cả những giá trị mà chúng ta hiểu và chúng ta kiếm được ở trên thị trường đầu tư hay là không, chứ không phải là chúng ta kiếm được rồi cuối cùng chúng ta mất đi thì đó không phải là giá trị để chúng ta nhìn nhận. Nên khi mà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cũng vậy, cần phải gì nhỉ, chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau trên thị trường và những cái cảm xúc này hầu như sẽ quyết định rất là nhiều các giá trị để mà chúng ta đưa ra những cái nhận định ở trên thị trường. Vấn đề ở trên chỗ khi mà chúng ta hiểu chúng ta đã trải qua những giá trị nguy hiểm trên thị trường thì chúng ta mới có thể tồn tại được. Có rất là nhiều nhà đầu tư Forex ở trên thị trường ngày hôm nay kiếm được rất là nhiều và gì nhỉ, trong rất là nhiều hôm có thể kiếm được về cho mình rất là nhiều tiền trên thị trường, nhưng do thiếu một thứ đó là nhà kinh nghiệm ở trên thị trường, thiếu những cái va chạm rung lắc ở trên thị trường dẫn về giao dịch và thì nhà chưa có những khả năng gì nhà giao dịch ở trên thị trường, thì khi mà vướng vào vấn đề nhà rủi ro trên thị trường thì bản thân họ sẽ không quản trị được
những cái điều mà gì nhỉ, họ đưa ra. Một lần đầu họ có thể gì nhỉ, giải quyết được vấn đề đó. Lần thứ hai họ thể có thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng đến lần thứ ba họ chắc chắn rằng sẽ chính vấn đề đó sẽ giết chết họ trên thị trường đầu tư này. Đấy là điều mà gì nhỉ, tôi chia sẻ, đấy là điều mà gì nhỉ, tôi mong muốn gửi đến cộng đồng để cho mọi người cùng nhìn nhận và đánh giá được tại sao liên tiếp trên thị trường khi mà tôi rảnh, hoặc là nhà khi mà tôi có những giao dịch thực tế của bản thân mình trên thị trường, thì tôi luôn luôn gửi đến nhà đầu tư trận xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua. Và thì nhà tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải đi xuất phát từ những giá trị nhỏ để đi lên. Khi mà nhà đầu tư xuất phát từ những giá trị nhỏ đi lên thì các bạn phải cần có được một thứ thôi nhỉ, đó thời gian, để các bạn xem lại những cả quá trình các bạn làm đấy có ổn định hay là không. Đó mới là điều mà các bạn nhìn thấy. Nếu mà chỉ là một hai lần các bạn thành công ở trong những giá trị nhỏ đi lên thì đấy không phải là nhà giá trị đã nói rằng các bạn thành công ở trên thị trường về đầu tư. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận được. Chúng ta muốn có được kỹ năng, chúng ta muốn có được sự hoàn thiện của bản thân mình, thì tôi chỉ chia sẻ bạn này nhé, các bạn hãy nhìn lại sự lặp đi lặp lại của các bạn, phải tính theo thời gian là hàng năm ở trên thị trường. Nếu mà sự lặp đi lặp lại này của các bạn liên tục tiếp diễn ở trên thị trường từ 3 cho đến 4 năm ở trên thị trường đều đặn, có thể giúp cho các bạn tạo được ra các cái nguồn thu nhập đều đặn trong những sự quyết định của các bạn trên thị trường về đầu tư Forex, và trong những cái cách mà các bạn vận dụng, trong những cách mà các bạn đưa ra những cái giá trị giao dịch ở trên thị trường, thì đó mới gọi là một nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường. Chứ không phải là nhà hôm nay các bạn giao dịch thành công, ngày mai các bạn giao dịch thành công, ngày mốt các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường, thì gọi đó là nhà, là các bạn đã hiểu và đã kiếm được ra tiền ở trên chính thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà các bạn cần phải hiểu rõ. Tại làm sao có những nhà đầu tư và có những người rất là giàu nhưng chỉ qua một hai cái cuộc khủng hoảng trên thị trường thì lại mất tất cả? Tại sao còn có những người giàu trên thị trường, tất cả những cuộc khủng hoảng đến thì họ lại tạo được ra những giá trị tài sản tăng một cách đột biến trên thị trường? Mục đích của chúng ta bước vào trong thị trường đầu tư là chúng ta phải biết nhìn nhận trước những giá trị về rủi ro, đánh giá trước về vấn đề các giá trị về cơ hội, nhìn nhận được trước về các giá trị năng lực của đối phương trên thị trường, và đánh giá được bản thân mình có thể kiểm soát được những giá trị mà chúng ta hiểu biết hay là không. Đó mới là thứ để giúp chúng ta tồn tại trên thị trường. Và nhà đầu tư nên nhớ rằng bước vào trong thị trường về Forex, đây là thị trường của nghệ thuật sử dụng đòn bẩy, và chúng ta cũng đang sử dụng chính đòn bẩy trên thị trường. Vậy thì các bạn nên nhớ rằng tại sao chúng ta không mượn chính đòn bẩy thị trường để giúp cho chúng ta kiếm tiền. Và muốn được sử dụng được các cái đòn bẩy này để chúng ta kiếm tiền trên thị trường thì bản thân các bạn phải có kỹ năng. Kỹ năng là thứ gì rất là khó để cho chúng ta có thể có được khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Chứ không phải nhờ kỹ năng là thứ mà các bạn bước ra trong thị trường 2-3 bữa là các bạn có được. Thì đấy là điều mà bọn nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tôi mong muốn rằng những cái chia sẻ này của bạn tôi sẽ hỗ trợ và sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể tồn tại và hoàn thiện được cho chính bản thân các bạn. Các bạn hãy hỏi tại sao rằng tôi có thể giao dịch được mà tại sao các bạn không thể giao dịch được. Tôi có thể gì nhỉ, sâu tài khoản xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua ở trên thị trường, tại sao rất nhiều nơi khác không chứng minh được rõ các cái giá trị mà họ đưa ra trên thị trường giao dịch Forex này. Đấy mới là điều mà các bạn hãy hỏi về những cái thứ giá trị mà các bạn đang đi tìm hiểu trên thị trường này. Các bạn phải hiểu cái tiếp vào trên thị trường là gì nhỉ? Kiến thức thì rất là nhiều, nhưng kiến thức để vận dụng và áp dụng vào trong thực tế hoàn toàn khác hẳn. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng thì sẽ có những nhà đầu tư đi nhanh trên thị trường và có những nhà đầu tư đi chậm trên thị trường, và có những nhà đầu tư chẳng bao giờ đi đến đâu được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Đấy là do gì nhỉ, bản thân chúng ta chọn lựa những con đường mà chúng ta đi, chứ không phải nhà đó là gì nhỉ, kiến thức, hiểu không? Và khi mà các bạn thử suy nghĩ xem có thầy cô giáo nào mong muốn chúng ta có học xong mà trở thành ra người không thể nào kiếm được ra tiền, không ạ? Chưa chắc những người học giỏi về lý thuyết đã có thể tạo dựng ra những cái nguồn thu nhập lớn khi mà bước vào trong cuộc sống. Các bạn phải nên nhớ rằng những người bước vào trong cuộc sống, họ vận dụng được các kỹ năng ở trong cuộc sống, thì người đó mới
là người có thể nhận thích ứng được ở trong xã hội và tạo ra các dòng tiền khác nhau, chứ không phải là nhà đọc bao nhiêu cuốn sách hay là học thế này hay thế kia trên thị trường. Xin lỗi các bạn, nếu mà nhà để đọc được hàng nghìn cuốn sách mà để có thể trở nên giàu có thì ở trên thế giới này chắc là nhà rất là nhiều người đã giàu rồi. Bởi vì vấn đề nhà kiến thức giữa ở sách vở và thực tế nó khác nhau hoàn toàn xa, và các bạn phải hiểu rõ là nhà thời nay thì các bạn phải hiểu rõ là nhà thằng viết sách chưa chắc là nhà đã là nhà cuốn sách đấy là đã là của nó. Và các phương pháp và các cái kiến thức ở trên thị trường giao dịch forex này cũng vậy mà thôi. Tất cả đối với tôi chỉ nhìn vào trong thực tế rằng gì nhỉ, giá trị ở trong thực tế có chứng minh được, có phản ánh được, có cho chúng tôi xem để xuyên suốt về những giá trị đó trong thời gian dài hay là không, đó mới là thứ giá trị để tôi nhìn nhận và đánh giá và là thước đo của bất kỳ một trader nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này. Tôi không cần quan tâm đến gì nhỉ, ai đó có một thứ kiến thức hay hoặc là có một bí quyết lạ hay độc ở trên thị trường rồi thì nhỉ, ổn định kiếm được bao nhiêu phần trăm giá trị trên thị trường giao dịch forex. Tôi chẳng cần quan tâm về những điều này nhiều, và nhỉ, tôi chỉ khi mà nghe điều đó thì tôi chỉ muốn thì nhỉ, đến và xem thì nhỉ, họ giao dịch như thế nào. Tôi chỉ cần nhìn vào trong tài khoản của họ, thứ nhất tôi nhìn vào số tiền ở trong tài khoản, và thứ hai thì nhỉ, tôi nhìn vào cái thời gian họ giao dịch, và thứ ba tôi nhìn vào khối lượng giao dịch, và thứ tư tôi nhìn vào nhà tổng lợi nhuận so với số vốn ban đầu của họ. Còn lại thì tôi nói hẳn với các bạn đòi rằng lệnh đó ăn bao nhiêu bip rồi có bao nhiêu lệnh âm hay lệnh dương, thì xin lỗi các bạn, những cái điều đó là những cái điều mà những con gà nó truyền tai nhau thì nó nói cho các bạn để các bạn nghe cho nó sướng thôi. Bởi vì những cái giá trị mà như tôi nói cho các bạn thấy rõ là nhỉ, nhìn vào xem có lệnh âm là bao nhiêu đô, xong rồi nhỉ, ăn được bao nhiêu rồi điểm vào điểm ra như nào, tôi đố các bạn hiểu được đó. Bởi vì giữa các phương pháp đánh rồi giữa những cái người ta vận dụng khác nhau thì tùy thuộc vào bản thân thị trường mà họ thích nghi, chứ không phải nhỉ, vẽ vời ra xong rồi áp thế này hay áp thế kia xong rồi lấy kiến thức của mình để đo lường kiến thức của người khác như thế này như thế lọ ở trên thị trường thì đó là hoàn toàn sai. Và nhà tôi nói hẳn, tôi nhìn vào một cái tài khoản giao dịch forex nào, tôi chỉ cần nhìn vào số tiền họ nạp và số tiền tổng số lợi nhuận so với số tiền họ nạp, và kế tiếp trên thị trường đó là khối lượng họ giao dịch ở trên thị trường này, đó mới là điều mà tôi cần nhìn nhận và đánh giá được, chứ không phải nhà ba cái thứ vớ vẩn ở trên thị trường giao dịch forex. Nhà đầu tư nên nhớ rằng thị trường về forex cũng chỉ là một cách để chúng ta có cái cơ hội về đầu tư. Chính vì thế các cái cơ hội này thì chúng ta phải nắm được, chúng ta phải hiểu được và chúng ta cần phải thời gian trải nghiệm. Và các bạn đừng mong muốn rằng những các bạn vừa học xong là các bạn có thể lao ra mở tài khoản. Các bạn vừa học xong là thì nhờ các bạn đòi các bạn phải kiếm tiền 20-30% trên thị trường. Rồi cả bản thân các bạn đừng có hy vọng là có chuyên gia nào có thể giúp được cho bản thân các bạn, thì có bản thân mình là chuyên gia mà thôi cho chính mình. Còn có rất nhiều người hỏi tôi rằng thì nhà tại sao họ ở Việt Nam lại nhiều chuyên gia vậy, thì tôi nói hẳn làm đéo có chuyên gia, chỉ có mỗi một thứ thôi nhỉ, đó là chuyên gia tự phong. Cũng giống như gì nhỉ, có rất hiện nay thì có một số xu hướng, thì ngày xưa thì có một số xu hướng là gì nhỉ, phải đặt tên mình xong rồi lấy một cái tên giống như là Soros hoặc là Warner hoặc là Michael hoặc là Jackie hoặc là gì nhỉ, một cái tên tiếng nước ngoài. Nhưng mà bây giờ dần dần thì nó bớt thích nhỉ. Rồi bây giờ thì có một cái chiêu nữa thì nhỉ, là phải có một cái thứ hạng ở trên quốc tế như là gì nhỉ, top thế giới hay là quán quân thế giới hay á quân thế giới rồi gì nhỉ, top này top nọ. Nhưng mà thực chất ra thì tôi nói thật cả các bạn, mẹ chỉ là gì nhỉ, rượu thì cũ mà bình thì mới, mà các bác này trên thị trường thì cũng chỉ có mỗi một thứ thôi nhỉ, là xạo mà thôi. Và tự phong bản thân là chuyên gia, tự phong bản thân mình những danh xưng danh hiệu khác nhau trên thị trường, đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu và xem xét lại khi mà tham gia vào trong cái thị trường giao dịch forex này. Thì đó là những điều mà tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ.
Và trên thị trường giao dịch Forex này chỉ có mấy thứ là bị lặp lại, đó là những kiến thức thì phải áp dụng ở trong thực tế. Và muốn đánh giá được thằng thầy nó có trade được hay không và kiến thức đó có đúng hay không, thì thứ nhất cứ nhìn vào những giá trị nó trade line trên thị trường, và thứ hai cứ bảo nó show cho full tài khoản trên MT4 ấy. Đó là hai giá trị chúng ta nhìn nhận và đánh giá được. Và khi các bạn học ở đâu thì các bạn phải bảo họ thì nhỉ, chứng minh bằng chính những cái kiến thức mà họ dạy cho chúng ta, phải đem tài khoản của họ ra đánh live trực tiếp trên thị trường. Và cái tiếp học xong thì đừng có mà để lao ra mở tài khoản. Thằng nào chia sẻ chiến lược, thằng nào bán robot, thằng nào kiến thức thì cứ bảo nó show tài khoản đánh live stream, hoặc là nhỉ, cho ngồi giao dịch trực tiếp trên thị trường. Chứ đừng có nhỉ, học xong rồi mất tiền học mà cứ đòi đi học. Và bọn nó cứ dạy cho tùy toàn bằng demo, ra thì toàn sử dụng tiền thật mình đánh thì sao mà sống. Rồi kế tiếp nữa ở trên thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn phải ông biết cách chọn sàn ở trên thị trường này. Và kế tiếp ở trong thị trường về Forex thì bản thân các bạn cần có kinh nghiệm, để cần phải có trải nghiệm trên thị trường. Thì những cái này là những cái vấn đề nhỉ, mà nhà đầu tư bị vướng phải hoài trên cái thị trường giao dịch Forex này, từ trong nước cho đến ngoài nước luôn. Thì đấy là tôi chia sẻ hẳn. Thì vậy thì kêu tôi chia sẻ lặp đi lặp lại thì tôi nói hẳn cả các bạn, các vấn đề thì nó là lặp đi lặp lại, nhưng có một thứ thì nhỉ, giao dịch thì không hề lặp đi lặp lại. Bởi vì mỗi một lần tôi đưa lên là những giá trị mà giao dịch khác nhau và những diễn biến khác nhau trên thị trường giao dịch Forex này. Vậy thì có một thứ lặp đi lặp lại các bạn đã hoàn thiện hay là chưa, mà các bạn đòi các bạn có thể trade được ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng các bạn khi tham gia vào các bạn phải hiểu cho rõ, khi tham gia vào các bạn phải đánh giá cho rõ, chứ không phải nhờ các bạn chỉ tham gia vào để với mục đích này nhỉ, với một mục đích là các bạn phải nhờ kiếm tiền một cách siêu lợi nhuận ở trên thị trường này. Xin lỗi cả các bạn, 30% là siêu lợi nhuận, nhưng các bạn phải hiểu rõ là nhờ 30% của cái số vốn mà các bạn bỏ ra và tương ứng với số vốn là bao nhiêu. Chứ đừng nghe cái bọn bịp bợm nó nói cả các bạn rằng Warren Buffett chỉ cần 3%. Xin lỗi cả các bạn, tài sản của các bạn còn chưa đến 0,01% của Warren Buffett. Vậy thì các bạn so sánh làm gì? 1.000 đô mà các bạn lời có 30% một tháng, vậy thì các bạn có đủ nuôi sống gia đình và trả cho chi phí của cái khóa học đấy hay là không? Đó là điều mà các bạn cần phải hiểu rõ. Kế tiếp ở trên thị trường giao dịch Forex là các bạn phải hiểu rõ các tỷ phú trên thế giới, người ta mấy chục tỷ đô mà người ta cần, thế nên người ta chỉ cần 3-5% cái giá trị vốn hoàn toàn khác nhau. Các bạn phải nhìn vào và phân tích cho thật kỹ những giá trị đó trên thị trường về đầu tư, chứ không phải các bạn tham gia vào các bạn nghe chúng nó bùa phép trên thị trường. Xin lỗi các bạn, ở trên thị trường đầu tư thì có khác gì nói được thì chứng minh được, nói được thì dẫn chứng được, nói được thì phải có thứ để mà xác thực, chứ không phải khi gặp đến thì lấy ba cái hình chụp vớ vẩn ra trên thị trường này xong rồi quay mém mé trên thị trường để lừa người khác. Đây là điều mà tôi đã trải nghiệm rất là nhiều và tôi chia sẻ rất là nhiều để cho cộng đồng cùng nhìn nhận, cùng đánh giá. Đấy là điều mà tôi mong muốn để truyền tải cho các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex. Đáng lẽ là nhờ lệnh này chiều nay tôi live stream, nhưng do tôi bận để làm cái văn phòng mới trong tháng 9 để anh em cùng về tập trung nên không có live kịp. Và mãi cho đến 10 giờ tối nay tôi mới về đến nhà tắm rửa xong lên thì giờ này thì mới live được. Thế này cũng xin chia sẻ đến nhà đầu tư, và tôi chỉ có live những cái tài khoản nhỏ xinh này thôi để cho các bạn thấy rõ. Còn tài khoản lớn tôi không nhất thiết phải live ra bên ngoài. Nếu mà ai thích có thể cứ bước đến trực tiếp gặp bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Thích tài khoản kiểu gì tôi có cho các bạn thấy rõ. Và trong suốt thời gian cả quá trình gần 5 năm qua trên thị trường, không phải một hai lần tôi show live trên thị trường. Và trong suốt thời gian cả quá trình 4-5 năm trên thị trường, ở trên website đào tạo Forex của bản thân tôi đã có rất nhiều các cái tài khoản của chính tôi show trực tiếp cho nhà đầu tư nhìn thấy, để các bạn có thể theo dõi và đánh giá được. Và tôi tự tin rằng trên thị trường giao dịch Forex này, một mình tôi dám chứng minh về giá trị thực tiễn ở trên thị trường này. Và tôi chia sẻ một lần cuối cùng rằng không phải ai cứ đến học tôi là gì nhỉ, tôi nhận tôi nổi tiếng ở trên thị trường giao dịch Forex này là gì nhỉ, kén chọn học viên và gì nhỉ, không phải cứ đem tiền đến là tôi nhận
để người đó vào trong cái khóa học của bản thân tôi. Đây là điều cuối cùng tôi chia sẻ trong ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này.